Ok, thì buổi trước mình đã cùng anh em tìm hiểu qua về cái thằng RESTful API đúng không? Cái quy chuẩn chung để làm việc cho các lập trình viên trong một nhóm làm dự án. Đấy, và buổi trước thì mình đã tạo ra khá nhiều file đúng không? Đấy, file model này, file class model đúng không? File user model này, hay mình tạo ra những file là class router và user router đúng không? Đấy, hay là index router chẳng hạn. Thì những cái file đúng không? Cái file model này hay là những cái file router nhá, thì mình sẽ trong dự án đúng không, thì mình sẽ gộp riêng vào những cái thu mục riêng đúng không, để gọi là nhóm lại với nhau những cái file cùng cái chức năng chưa, cùng một nội dung đúng không. Đấy, những cái thằng model thì mình sẽ gói vào trong một cái folder model nhá. Đấy, thì theo đúng cái mô hình là MVC đúng không, Model View Control, thì hiện tại mình đã có cái thằng model đúng không, đấy, và cái thằng router để làm control. Đấy, còn view đúng không? Giao diện thì mình chưa có. Đấy, thì trong buổi hôm nay nhá, mình sẽ cùng anh em đúng không? Đi qua về cái phần nốt về cái thằng REST một chút. Đúng không? Cách viết API một chút và sẽ chuyển sang phần anh em làm view nhá, làm giao diện với Express. Đây đúng không? Thì mình sẽ tạo ra một cái file model nhá. Và cho tất cả những cái model vào trong user model đúng không, và class không? Chuyển xong thì nhớ thay đổi hướng dẫn nhé, đúng không, thì nó sẽ phải là trước trò này vào trong luôn router đúng không, một cái file router nữa user về đây đúng không. Rồi, thế đây mình vừa có chỉnh sửa mấy cái cấu trúc folder trong này đúng không? Thì mình cũng phải sửa được link nữa nhé. Model đúng không? Giống như thế này. Tương tự bên dưới đúng không? Model require file Mongo đúng không? Cái file connect của mình. Model giữ nguyên đúng không? Mỗi router thay đổi thôi. Rồi đúng không? Do file model thay đổi đúng không? Đây là cái thằng router đó cũng phải sửa được link. Đấy, và do router sửa được link đúng không? Thay đổi vị trí thư mục nên thằng app lại cũng phải chỉnh sửa này. Alo, chào anh Huy. Rồi thì hôm nay mình sẽ Ok. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về những cái thằng cách viết API nhá, đúng không? Cách viết API và làm về cái phần giao diện với dùng với thằng jQuery Ajax. Đấy. Thì buổi trước đúng không? Thì mình nhắc lại một chút, thì anh em đã cùng tìm hiểu về những cái quy định chung không, cái những cái tiêu chuẩn chung để trong cái việc là viết các API. Đấy là cái tiêu chuẩn RESTful đúng không? Đấy, quy chuẩn về các cái đường dẫn đúng không? Đường dẫn phải có bao gồm tên của model đúng không? Đấy, và những cái nào nó tương tác cụ thể với data thì nó sẽ là phải có cụ thể thêm ID đúng không? Và những cái gọi get đúng không? Là để gửi giao diện. Đấy, hay là lấy data. Đúng không? Post là để tạo mới đúng không? Put là update và delete để xóa. Rồi, cả buổi trước thì mình đang viết bằng promise đúng không, và xử lý promise bằng cái thằng chấm gen chấm get đấy đúng không. Buổi trước mình dùng những cái hàm của trong Mongo đúng không, thì anh em xử lý bằng gen get đấy. Thì hôm nay đúng không, thì mình sẽ cùng anh em đi qua một cái khác để mình xử lý thằng này đúng không? Hôm nay thì mình sẽ cùng anh em đi qua một cái cách khác để anh em có thể xử lý những cái promise được trả ra bởi cái model này. Đấy, buổi trước thì anh em dùng gen get đúng không để xử lý cái thằng promise này.
Đấy, thì với POBIT nhá, thì mình sẽ có một cách khác để anh em nhận kết quả của nó. Đó là mình sẽ có cái cú pháp là async await. Đấy, đúng không? Và cách sử dụng của nó thì cũng đơn giản thôi. Đây nhá. Đúng không? Thì như cái thằng hàm file đúng không? Đấy, những cái thằng hàm file này hay những cái hàm file on các thứ hay là cần update, delete, create hay post tạo đúng không? Của Mongoose. Đấy, thì mình đều xử lý bằng Genget. Đúng không? Thì bây giờ nhá, mình sẽ có cách khác để mình xử lý này. Đúng không? Đó là anh em có thể dùng cú pháp async await. Thì để dùng nó nhá, thì nó sẽ phải đi theo đi cùng với nhau nhá, đúng không? Async await nó đi cùng với nhau. Đúng không? Thì nhá, cái thằng async này thì mình sẽ gán ở chỗ function nhá. Đúng không? Đấy. Mình quy định này đúng không? Cái function này nó là async function đúng không? Thì nếu mà function này được quy định là một cái function async ấy, đúng không? Thì bên trong nó có thể anh em có thể dùng được cái cú pháp là await để xử lý commit. Đúng không? Thì như buổi trước đúng không? Chỗ này là mình chấm file này và chấm gen chấm get để xử lý data đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm như sau nhá, đúng không? Mình sẽ tạo ra một cái biến đúng không? Đấy, biến đầu ra chẳng hạn đây là list class đúng không? Class list chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ đúng không? Thay vì mình dùng chấm gen chấm get thì mình sẽ dùng cái thằng await này để lấy kết quả đầu ra của hàm file này. Được chưa? Thử log ra nhá. Alo, chào bạn Hoàng. Hôm nay anh em vào hơi muộn nhỉ? Rồi, thì hôm nay mình đang giới thiệu anh em về một cái cú pháp mới nhá. Là anh em có thể dùng async await để xử lý cái thằng commit. Đây, mình nói lại một chút. Đây. Thì như buổi trước đúng không? Anh em xử lý những cái promise được trả ra từ cái thằng những cái hàm của model đúng không? Giả sử hàm file này, hàm file on đúng không? Delete, update các thứ đúng không? Thì anh em đều xử lý kết quả đầu ra của nó bằng chấm gen chấm get như này. Đấy, thì với cái thằng gen get này nhá đúng không? Thì trong khối gen đúng không? Khối gen là cái khối mà nó xử lý cái thằng result đúng không? Khối get là cái khối mà xử lý cái thằng reject trả ra. Đấy. Thì đúng không, với thằng này nhá, promise này đúng không, thì thay vì dùng gen get nhá, mình sẽ có một cái cách khác đúng không, đó là anh em sẽ dùng cái cú pháp là async await đúng không. Cái thằng async await nhá thì nó cũng dùng để nó xử lý promise đấy, và với thằng async await này nhá thì nó sẽ biến những cái code chạy bất đồng bộ này, như là cái thằng tức là biến những cái phần bất đồng bộ của cái thằng promise ấy đúng không, nó sẽ được chuyển về như kiểu chạy đồng bộ ấy. Được chưa? Tức thông thường không? Anh em dùng promise thì thằng promise sẽ bị đẩy ra cái hàng chờ đúng không? Đẩy ra bên call stack để xếp hàng chờ. Đúng không? Và khi nào nó chạy xong đúng không thì mới được gọi vào trong cái luồng của mình. À, đúng không? Còn anh em mà dùng async await thì sao? Thì cái promise của mình sẽ được chạy như kiểu chạy đồng bộ ấy. Đúng không? Thì nó sẽ phải đợi cái thằng promise.file này. Cái thằng hàm file này đúng không? Chạy xong thì nó mới chạy code bên dưới đúng không. Nếu mình dùng cái cú pháp async await ấy, thì cái phần code chạy bên trong function này đúng không, nó sẽ chạy đúng theo cái trình tự từ trên xuống dưới, phải chưa, chứ nó không chạy theo cái như cái anh em học về promise buổi trước nữa đúng không. Thì đây là cái tác dụng của thằng async await, thì anh em có thể hiểu đơn giản như vậy đúng không. Và để dùng thằng async await nhá, thì với function này, với cái thằng function anh em sẽ phải gán cho nó là cái async. Được chưa? Thì anh em gán async vào function đúng không? Thì nó biết rằng cái function này đúng không? Anh em có thể dùng cái cú pháp await để biến code đang là promise đúng không? Về chạy thành đồng bộ. Được chưa? Giả sử nhá, mình tạo ra một cái biến này. Đúng không? Đấy, thằng này nó sẽ tìm cho mình ra cái list của các class đúng không? Đấy, mình thì gọi là class list chẳng hạn. Bằng await cái thằng này.
Được chưa? Và ở đây mình dùng async await rồi đúng không? Async đây await đây rồi. Thì mình không cần gencat để xử lý POBIT nữa. Được. Giả sử nhá đúng không? Bây giờ mình sẽ gọi vào cái thằng router get này đúng không? Xem kết quả trả ra là gì nhá. Đường dẫn này, local 3000 đúng không? Thuộc class để vào trong class router này. Đấy, và từ trong class router này thì mình sẽ lại không có gì đúng không? Ok, là local 3000 thuộc class thôi. Thử nhá, postman nhá. Trên trình sẽ cũng được. Chạy server đây. Đây, lỗi link đúng không? Do đấy mình thay đổi đường dẫn. Model is router. File app. App.js. Nhá. Model này. User mode. À, cái này router đúng không? Sorry. Rồi. Bây giờ đúng không? Thì nó có 3000 thuộc class đúng không? Trong này đúng không, mình mới chỉ lấy kết quả của thằng này ra, của thằng file đúng không, cho vào trong cái biến này đúng không, còn chưa có cái response ra đúng không. Đấy, thì nếu mà cái thằng này nó lấy đã thành công đúng không, thì mình trả kết quả của thằng class list này ra ngoài, được chưa? Response.json đúng không, của class list đấy đúng không, thì nó trả data ra ngoài đúng không. Tức là sao, tức là đúng không, cái code bên trên này nó phải chạy xong cái thằng POBIT này đúng không, phải chạy xong cái thằng chấm file này thì mới có kết quả của cái list data trả về đúng không, lưu trong cái thằng class list. Đấy, tức là khi cái thằng class list này có giá trị đúng không thì nó mới log ra ngoài được như này đúng không. Còn nếu mà anh em để cho cái code class model chấm file này nó chạy thông thường đúng không, giả sử nhá mình không có thằng await này. Nếu như mình không có thằng await nhá, được chưa? Thì kết quả nó không trả về được đúng không? Tại vì sao? Đấy, tại vì đúng không? Cái thằng này là một cái promise, được chưa? Thì thằng này nó sẽ kiểu chạy là kiểu bất đồng bộ đúng không? Đó, được chưa? Thì thằng class này đúng không? Nó không không có được giá trị trả về của thằng này, thì nó lưu thằng class này sẽ đưa một cái promise đúng không? Và trả ra ngoài thằng này, được chưa? Và nó báo này đúng không? Thiếu cái phần xử lý lỗi này đúng không, promise này đúng không, trong POBIT này không có cái phần xử lý lỗi đúng không. Tức là gì, bình thường anh em dùng POBIT thì nó sẽ có là gen đúng không, để xử lý thành công và CASE để xử lý thất bại đúng không. Thế còn nếu bây giờ đúng không, mình không có gen CASE thì mình xử lý lỗi kiểu gì? Đấy, thì mình sẽ có một cái khối đúng không, là cái khối try CASE, được chưa? Trong khối try đúng không thì nó sẽ test cái phần code bên trong try này đúng không, bất kỳ khi nào code trong try này gặp lỗi đúng không? Thì thằng case này nó sẽ nhận được cái lỗi đấy đúng không, và trả ra cho mình, thì nó sẽ phản hồi lỗi nhá. Đúng không? Và xem lỗi là gì. Này luôn, thì là không rõ. Đây đúng không, nó bảo sai bị lỗi này đúng không, ở dòng này được chưa. Tóm lại đúng không, là cái thằng class list này đúng không, nó đang lưu một cái promise được trả ra từ cái thằng class model đúng không, class model là một cái promise này đúng không, thì thằng class list này đang lưu cái promise của thằng class model.file
không? Và mình đang reason cả ra ngoài đúng không? Cái promise này thì nó không cho phép, được chưa? Đấy. Thì đúng không? Để có thể xử lý thằng này đúng không? Thì anh em dùng cái async await trong này. Được chưa? Thì đúng không? Khi anh em dùng async await thì nó sẽ đợi cho thằng promise này chạy xong đúng không? Kết quả trở về thì nó mới lưu kết quả vào trong này đúng không? Chứ đã không lưu cả cái promise chấm file này và thằng này nữa. Được chưa? Nó sẽ đợi thằng này chạy xong đúng không? Có kết quả trở về lưu đây và trả lời ra ngoài. Được chưa? Đấy đúng không? Đó thì bây giờ đúng không? Thì anh em có một cách mới nó gọn hơn đúng không? Để mình làm việc với những cái promise, hoặc là cái mình có thể áp dụng cái thằng async await đúng không? Đấy thì anh em hiểu đơn giản, async await thì nó sẽ biến cái promise của mình đang từ chạy bất đồng bộ đúng không? Về chạy đồng bộ. Đấy, chạy đồng bộ tức là theo cái trình tự đúng không? Mà anh em vẫn học từ đầu, nó là code sẽ đọc từ trên xuống dưới đúng không? Đọc từ trái qua phải. Đấy. Được chưa? Thì nếu chỗ này đúng không? Nếu mình không dùng async await thì cái thằng promise này đúng không? Nó sẽ được đẩy ra hàng chờ đúng không? Và xử lý. Đấy, đến khi nào code bên trong này chạy xong hết đúng không? Cái file này trong chạy xong hết này. Đấy, thì nó mới hỏi cái thằng promise này kết quả trở về là gì đúng không? Để trả ra cho mình. Đấy, như vậy thì lúc đấy thì mình đã gửi response ra ngoài đúng không? Thì mình đã gửi cái last list là một cái promise ra ngoài rồi thì nó không ý nghĩa gì nữa. Đúng không? Mình không có kết quả trở về của cái thằng này. Đấy. Đúng không? Thì trong trường đấy thì mình sẽ buộc phải dùng cái thằng async await đúng không? Hoặc là cái thằng genget như những trước anh em đã làm. Đấy, thì anh em dùng có thể dùng cái thằng async await nhá cho tiện đúng không? À, anh em dùng async await thì anh em có thể chạy nhiều cái promise trong này đúng không? Đấy. Như những buổi trước anh em làm ấy, nếu anh em có nhiều cái promise nó chạy lồng với nhau đúng không? Đấy thì mình sẽ phải giả sử trong này có thằng file one đúng không? Đấy, thì trong cái thằng gen của thằng file one này mình sẽ return ra một cái promise và xử lý cái promise return này trong cái thằng chấm get bên dưới đúng không? Đấy, xử lý cái thằng promise này trong cái thằng chấm get bên dưới thì nó khá là dài dòng đúng không? Đấy, thì bây giờ anh em có cái thằng async await thì chỉ việc là await thằng này đúng không? Là có data luôn, không phải thêm thằng gen bên dưới nữa. Được chưa? Đấy thì với thằng async await này đúng không? Thì nó sẽ là đúng không? Nó triệt tiêu cái việc là anh em bị lồng promise vào với nhau đúng không? Đấy sẽ không bị những cái trường hợp là promise heo nữa nếu như mình dùng async await. Đúng không? Mình dùng genget này thì vẫn sẽ có những trường hợp đúng không? Mình sẽ phải lồng promise vào nhau như này. Đấy, nếu như mà có cái promise trước sẽ phải đợi promise sau đúng không? Đấy, thì mình sẽ phải lồng như này. Được chưa? Thì thay vì như vậy đúng không? Anh em có thể dùng async await thì nó sẽ đọc cho code như kiểu chạy in như là chạy đồng bộ ấy đúng không? Code chạy trên dưới. Muốn làm cái gì trên này đúng không? Thì là await trên này, được chưa? Xử lý data đúng không? If gì đó trên này. Thành công gì đó đúng không? Thì lại chạy này. Được chưa? Đó. Nha, thì tóm lại đúng không? Cách dùng của thằng async await này. Thì nó đúng không? Cái thằng async await này đúng không? Nó được tạo ra đúng không? Để anh em xử lý promise. Được. Còn là một cái cách khác đúng không? Mình có hai cách, một cách là dùng cái thằng genget đúng không? Cách thứ hai là mình dùng cái thằng async await này. Được chưa? Và với thằng này đúng không? Nó sẽ biến cái promise của anh em đang chạy từ bất đồng bộ sang chạy đồng bộ. Chạy đồng bộ. Có sẽ là code sẽ chạy theo chiều là từ trên xuống dưới đúng không? Đấy thế nhá. Cái chỗ nào function đúng không? Cái function mà anh em gắn async ấy. Được chưa? Thì cái phần code đúng không? Bên trong cái function async này. Đúng không? Nó sẽ chạy đồng bộ nếu như anh em gắn await vào commit. Thì nó chỉ giới hạn trong phần đồng bộ trong cái thằng này thôi nhá. Được chưa? Chạy đồng bộ trong function thôi, đúng không? Tức là code trong khoảng từ dòng số 6 này đến dòng số 12 đúng không? Sẽ chạy đồng bộ. Đấy, nó sẽ biến cái phần code bên trong cái function async đúng không?
chạy đồng bộ đúng không? Bên trong phát triển nhân sinh. Được chưa? Tức là cái permit bên trong ở sinh nhá thì mới chạy đồng bộ thôi nhá. Đúng không? Và cú pháp này. Cú pháp đúng không? Là mình sẽ gắn cái thằng ở sinh vào trước function này. Đúng không? Function gì đó, được chưa? Để code đúng không? Đấy chỗ nào mà permit đúng không? Thì anh em ấn quyết vào. Được chưa? Thì anh em gắn ấn quyết vào permit đúng không? Thì nó sẽ là đợi cái thằng permit này chạy xong đúng không thì code bên dưới mới được phép chạy đúng không? Tức là dòng này chạy xong này thì dòng dưới mới có được chạy tiếp đúng không? Đấy như ở đây dòng này chạy xong này đúng không, kết quả gắn ở đây rồi đúng không thì thằng red.json này mới được phép chạy. Này đúng không, và thằng này sẽ bọc trong try catch đúng không? Do async await này nó không có cái thằng bắt lỗi đúng không? Đấy. Anh em dùng gen get thì nó sẽ có thằng get để bắt lỗi. Còn thằng async await đúng không? Thì nó sẽ chỉ có kết quả đầu ra thôi đúng không? Không có thằng bắt lỗi thì mình sẽ dùng thằng try get nhé. Để xử lý lỗi nếu có. Được chưa? Xử lý lỗi trong này đúng không? Đấy thì đây đúng không là cái cách thức để anh em có thể dùng cái thằng async await, thì lưu ý một số cái đúng không, hai thằng này nhá phải đi cùng nhau đúng không, anh em mà có dùng dùng await đúng không mà không có async thì nó cũng không cho phép đâu nhá. Giả sử này đúng không, mình bỏ async này đúng không thì báo ngay await đúng không chỉ được áp dụng đúng không trong một cái async function, được chưa? Tức gì đúng không, await đúng không? Nó chỉ được dùng ở trong async function thôi đúng không? Ở đây mình thiếu async function thì nó không dùng được. Đó, còn cái thằng async function đúng không? Mà không có await thì nó cũng chỉ như cái function bình thường thôi đúng không? Không có gì khác biệt cả. Đó. Từ gì? Mình dùng muốn dùng chạy biến permit thành chạy đồng bộ đúng không? Thì phải đi một cặp nhá. Async await. Async gắn cái function này đúng không? Await thì gắn vào từng cái thằng permit một để chuyển về chạy đồng bộ. Rồi, thì mình vừa có hướng dẫn anh em một cái cú pháp về cái thằng async await để xử lý permit ấy. Thì anh em có cái câu hỏi gì về này không nhỉ? Có chắc là bị khó hiểu không? Bạn Hùng. Quý. Ok đúng không? Rồi, thì bây giờ nhá. Buổi trước đúng không? Buổi trước là mình có cùng anh em viết một cái buổi trước mình đã cùng em viết một cái API đúng không? Cho cái phần tạo class này đúng không? Thì mình buổi trước là mình khi tạo class đúng không? Khi tạo một cái lớp học mới thì mình sẽ phải kiểm tra đúng không? Bắt người ta nhập username password ở trên query chẳng hạn đúng không? Đấy và kiểm tra xem cái ông user này đúng không là quyền này, ông này là giáo viên hay là ông là học sinh đúng không, thì nếu là ông này là nhập đúng là cái username password của giáo viên thì mình mới cho người ta tạo một cái lớp học mới đúng không, như thế này được chưa. Thì bây giờ đúng không, anh em thử áp dụng cái thằng cú pháp async await nhé và try catch đúng không, đấy để mình viết lại cái API này nhé. Mình sẽ viết cái thằng file on trước này đúng không để kiểm tra user trước đúng không, và từ kết quả trả về của thằng này đúng không mình sẽ tiếp tục chạy thằng tạo lớp học đúng không, nếu mà thành công đúng không, nếu mà là giáo viên, còn từ chối đúng không nếu không phải là giáo viên, được chưa. Thì anh em dùng cái thằng async await nhá đúng không, đấy để đỡ phải xem ghép như thế này, thử cho mình nhá. Đúng không? Trong cái thằng class router ấy, đúng không? Cái phần tạo lớp học thì anh em mở phần bài trước nhá đúng không, thay thế cách dùng gen get bằng async await cho mình. Đấy, thì trong này đúng không,
Như buổi trước là mình đang dùng cái thằng FileOn này để tìm kiếm user đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ viết lại nhá. Đúng không? Thì do là cái thằng của mình là dùng async thì nó sẽ không có cái bắt lỗi đúng không? Anh em dùng genget thì nó sẽ có thằng get để xử lý lỗi. Đấy, còn trong này mình không có thằng xử lý lỗi thì mình sẽ dùng cái khối try get đúng không? Đấy chưa? Khối try thì nó sẽ là kiểm tra cái code bên trong try này đúng không? Đấy, nếu code bên trong try mà có bất kỳ lỗi gì thì nó sẽ trả xuống lỗi bên dưới để mình xử lý. Đúng không? Thì nếu mà cái promise của mình mà bị lỗi đúng không? Thì nó xử lý dưới này. Đó thì đúng không? Mình sẽ dùng cái thằng FileOn này đúng không? Để tìm kiếm một user đúng không? Theo cái username password ở gửi về trên query. Đúng không? Và cái này mình sẽ dùng cái thằng cú pháp async await để nhận cái kết quả trả về. Mình sẽ xử lý nhá, đây là cái user đúng không? Đấy, từ thằng này mình sẽ lấy ra cái thông tin của user async này. Đúng không? Thì lúc ta xem user trả về là cái gì nhá. Đấy, mình sẽ test từng bước một đúng không? Ra cho mình xem user nhá. Rồi đúng không? Thì đây là phương thức post thì mình sẽ test bằng postman nhá. Ở đây đường dẫn của nó sẽ là localhost. Localhost 3000 đúng không? Lấy source class để vào trong cái class router của mình. Và có post đúng không? Thì không cần thêm gì nữa, chỉ là localhost 3000 thôi. Source class. Thức post đúng không? Local 3000 source class. Và bên trong này nó sẽ yêu cầu là cái username và password của người dùng đúng không? Ở trên query. Username password trên này đúng không? Được chưa? Thì mình sẽ thử chạy cái này nhé đúng không? Xem nó có tìm được cái user có tên Hùng này và password là 321 đúng nhá. Ok đúng không? Hiện tại trong data của mình này đang có một thằng user đúng không? Tên là Hùng và password là 321 như trên này. Đúng không? Tức là mình đã tìm được user đúng không? Đấy, và cái nó có đang có cái quyền là giáo viên này chưa đúng không, thì thằng user này sẽ đưa thông tin của user nó sẽ chứa cái thông tin của cái thằng user được tìm bởi username password ở trên param ở trên query đúng không. Đấy, nếu này đúng không, nếu cái thằng hàm fileOn này đúng không? Nó trả về giá trị, tức là cái thằng user này có giá trị đúng không, thằng fileOn này thì nó sẽ trả về hai kiểu đúng không. Nếu tìm thấy data thì nó trả về object, còn tìm không ra data thì nó trả về null đúng không? Đấy, tức là gì? Nếu cái thằng user này nó là kiểu object đúng không? Tức là nó tìm được data thành công. Đấy thì mình sẽ xử lý tiếp đúng không? Còn nếu nó trả về lỗi là trả về một cái là rỗng đúng không? Null. Đấy, nếu user này nhận là null đúng không? Đấy thì mình sẽ phản hồi ra là nhập sai username password đúng không? Đúng không? Giả sử nhá, mình đổi mật khẩu đúng không, không còn là 321 nữa là thành 321 thôi chẳng hạn đúng không. Đấy thì nó trả về là sai username password đúng không. Đó đúng không, tại vì trong trường mà thằng file con này tìm không ra đúng không thì nó trả về null, mà trong if đúng không, null tức là false đúng không, false thì vào else đây đúng không, phản hồi ra cái này nhập sai username password. Được chưa? Thế còn nhập đúng hay sai đúng không? Đấy, nhập đúng thì mình sẽ kiểm tra đến quyền đúng không? Có phải là giáo viên hay không? Đấy, if user này. Đúng không? Có đã trả về đúng không? Thì trong này lại kiểm tra tiếp đúng không? Cái bên trong này nó có phải là quyền giáo viên hay không đúng không?
Hoặc đơn giản đúng không? Anh có thể là kiểm tra cái thằng user.role trong này cũng được. Đấy, trong này. Đúng không? Trước ta trong này đúng không? Nếu tìm được user này. Nếu tìm được user đúng không? Thì cái quyền của nó là gì? Nếu quyền bằng teacher đúng không? Thì mình cho đi tiếp. Đấy là giáo viên đúng không? Thì cho đi tiếp, còn không phải giáo viên đúng không? Thì chặn lại, nói rằng không có quyền. Không có quyền tạo class chẳng hạn. Được chưa? Thì giả sử nhá đúng không? Mình kiếm một cái ông trong data đi, đúng không? Có cái quyền của nó khác khác teacher chẳng hạn. Đấy, trong này nhá. Mình có cái ông này đúng không? Ông Thảo này và Thảo 789 là học sinh đúng không? Thảo này và Thảo 789 này là học sinh. Ở trên này nhá. Thảo này. Thảo 789 này thì nó trả ra là học sinh đúng không? Nếu là học sinh thì sẽ là không có quyền tạo class. Được chưa? Đúng, đúng như cái mình xếp đây đúng không? Đấy, nếu cái quyền của nó mà khác giáo viên thì nó sẽ là không có quyền tạo class. Đúng không? Còn nếu đúng là giáo viên đúng không? Đúng là giáo viên thì mình sẽ tạo class cho người ta. Đúng không? Await đúng không? Await cái thằng class model chấm create. Đúng không? Sẽ tạo ra cái lớp K21 chẳng hạn. Đúng không? Cái biến class này thì không được đúng không? Không dùng được tại vì nó trùng một cái từ khóa nào đó trong JavaScript đúng không? Thì mình sẽ đặt là cái new class nhé. Đấy, để đỡ trùng đúng không? Và mình sẽ phản hồi ra cái thằng class để tạo mới đúng không? Class.json một cái object đúng không? Trong này là sẽ có cái thằng new class để tạo mới này đúng không? Và một cái thông điệp chẳng hạn là tạo class thành công đúng không? Đây chẳng hạn. Chưa? Hiểu không? Bây giờ mình sẽ chạy thử trên Postman nhá, đúng không? Nhập đúng cái tài khoản của ông giáo viên đúng không? Là thùng gì? Và đây là 3 1 3 1 đúng không? Đấy, thì nó sẽ trả cho mình cái lớp K21 mới được tạo ra đúng không? Và tạo class thành công. Đó. Thì anh em đúng không? Nếu như mình dùng cái thằng await này đúng không? Thì mình sẽ đỡ bị lồng nhiều tầng của cái thằng gen với nhau. Đấy. Và anh em chỉ việc cần một cái thằng get bên dưới đúng không? Bắt lỗi. Nếu tất cả trong này có cho bị sai đúng không? Lỗi vào đây. Đấy. Được chưa? Thế này đúng không? Đấy, có thể bỏ qua nhá. Này đi. Đúng không? Khi em dùng cái cú pháp của async await thì code của mình không? Nó đọc một loạt từ trên dưới đúng không? Đấy, nó sẽ dễ dàng kiểm soát cái lượng code hơn và dễ đọc cho anh em hơn. Đấy. Thì trong này đúng không? Nó sẽ kiểm tra cái thằng user và password trước đúng không? Đấy. Nếu mà kết quả trả ra là có user đúng không? Thì nó kiểm tra xem có phải là quyền là teacher hay không? Đúng không? Nếu là quyền là teacher thì tạo lớp và trả quả ra đúng không? Đấy, nếu quyền mà không phải teacher thì không có quyền đúng không? Còn nếu user này không tìm được đúng không? Thì nhập sai user password. Đó, còn trong này bất kỳ chỗ nào có lỗi đúng không? Thì nó sẽ trả về trong phản hồi ra bên ngoài bằng thằng này. Rồi, cái phần này anh em có tự viết được như này không hay là có gặp vấn đề gì trong cái phần viết chuyển đổi từ GenCat sang AsiaWeb không nhỉ? Mọi người. Phần này học ok đúng không? À, bạn Huy, bạn Hoàng, bạn Hùng thì phần này chuyển đổi được chưa? Alo.
Ok đúng không? Với trường của bạn Đạt đúng không? Thì mình sẽ có thể tạm thời gửi cho bạn phần code này để bạn theo dõi nhá. Để đỡ mất thời gian làm từ đầu. Đúng không? Thì bạn có cái có. Cái đấy thì trên mình đang trên nhóm của lớp K15 ấy. Thì bạn vào trong nhóm đấy chưa nhỉ? À, ok, rồi thì mình sẽ gửi cho bạn nha. Rồi, còn hôm nay đúng không? Đấy thì mình vừa giới thiệu cho anh em về mặt gạch cú pháp đúng không? Async await để mình xử lý promise. Đấy thì thay vì anh em dùng Zencat đúng không? Dùng Zencat thì anh em phải xử lý kết quả đầu ra của nó ở trong toàn gen đúng không? Đấy, thì bây giờ mình không phải xử lý trong gen nữa, mình làm bên ngoài luôn đúng không? Bằng await này thì anh em kết quả trả bên ngoài luôn. Đấy, không phải dùng Zencat nữa. Được chưa? Và với này đúng không? Thì anh em có thể chạy promise một mạch như này. Không phải return ra để xử lý gen bên dưới nữa đúng không? Mình xử lý bên trong code mình luôn. Đó, thì đây là cái phần anh em vận dụng để xử lý cái thằng promise nhá. Rồi, và buổi trước đúng không? Thì mình có dùng Postman để test những cái API này. Đúng không? Thế bây giờ mình muốn cho những cái kết quả này lên trên giao diện web ấy. Thì sẽ làm như nào? Đúng không? Để cho kết quả này trên giao diện web nhá. Thì mình sẽ có như lần trước anh em học là có cái thằng jQuery đúng không? Đó thì mình sẽ áp dụng jQuery nhá. Để xử lý những cái thằng này. Được chưa? Đầu tiên đúng không? Đấy thì mình sẽ tạo ra một cái thư mục chứa các cái file HTML đi. Nó sẽ tạo ra cái file view nhá. Trong file view này sẽ chứa những cái phần giao diện đi. Chưa? Như buổi trước mình là trang chủ đúng không? Trang profile này. Index đều đúng không? Đấy, chỗ này sẽ là view đúng không? Sửa dẫn rồi. Chưa, chỗ này sẽ đúng chưa nhá? Local 3000 số home đúng không? Đang bị sai đường dẫn. Đây nhá, cái file home đúng không? Nó là spread view home html. À đúng rồi. Đang ở đây router đúng không? Thì là chân tâm xuống. Đây. Chưa? Thì đây đúng không? Là cái html home trước mình đã làm đúng không? Thì bây giờ nhá. Mình sẽ thử này đúng không? Cái chức năng thứ nhất là cái chức năng tạo tài khoản nhá. Hay là chức năng Ok, mình sẽ làm phần tạo tài khoản đúng không? User author nhá. Post đúng không? Làm post để tạo tài khoản này. Thì buổi trước mình đã cùng em biết rồi đúng không? Thì khi tạo tài khoản thì buổi trước là mình đang cho người ta gửi cái username đúng không? Và password thông qua cái query. Đúng không? Query cái data trên đường dẫn đúng không? Đấy thì mình sẽ kiểm tra cái username xem đã dùng hay chưa đúng không? Chưa ai dùng thì mình mới tạo. Đấy, thì bây giờ nhá, mình sẽ không gửi trên query nữa, mình sẽ gửi một cái phương thức khác. Thì bây giờ mình sẽ cùng anh em làm thử nhá. Trước tiên mình sẽ cứ get data trước đi. Nhá, trong này có thằng get đúng không? Get để lấy cái user này. Chạy này nhá. Thì mình sẽ viết một cái file jQuery cho cái thằng home này đi. Đúng không? Một cái file JavaScript nhá. Đúng không? Home.js này. Đúng không? Tạm thời cho này mình thử viết một cái thử nhá. Console log số 100 chẳng hạn.
Được chưa? Và liên kết đúng không? Liên kết vào trong này đi. Được chưa? Script đây đúng không? Đường dẫn là gì? Được chưa? Đường dẫn nhá, đúng không? Trên này này. Muốn xem đường dẫn, muốn xem cái file JavaScript mình vừa tạo đúng không? Thì là mình xem là local 3000 của public đúng không? Public. Đây, vì trong phải app đúng không? Đấy, mình có dùng cái thằng Express Static đúng không? Để public cái folder public này ra ngoài. Ở trong này sẽ có cái file là file JavaScript đúng không? Đấy, trong public này sẽ có file Java file JS đúng không? Trong file JS sẽ có file home.js. Đấy, thì đây là cái đường link của cái file home.js của mình đúng không? Thì mình phải copy thằng này. Nhấp vào đây. Thì bây giờ nhá, do mình đã dẫn link của cái file home đúng không, thì bây giờ khi lát trang này thì nó ra 100 đúng không, đó chưa 100 này đúng không, là của cái thằng con số 100 ở đây để cho gì, mình đã dẫn file thành công đúng không, liên kết thành công giữa cái thằng HTML và cái thằng JavaScript. CSS. Đảm bảo mình dẫn sai lên CSS đúng không? Public CSS. Trong file này sẽ có home.css. Bỏ đi nhá, cho nó đỡ bị đau mắt. Đúng không? Bây giờ nhá, muốn lấy data đúng không? Muốn lấy data trả ở trên lốc này thì mình sẽ làm như sau. Đây nha, thì mình sẽ dùng cái cú pháp của Ajax đúng không? À, dùng cái cú pháp của jQuery. Thì dùng jQuery thì mình sẽ dẫn cái thằng link CDN của jQuery vào trong này nhá. CDN jQuery. Đúng không? Cái phần jQuery này anh em chắc đấy, cho phần trước anh em đã làm một cái bài rồi đúng không? Copy link này, paste vào, đấy, đúng không? Và như mình nói đúng không? Anh em dùng jQuery thì phải paste jQuery lên trước cái file JavaScript của mình đúng không? Thì nó code đọc từ trên xuống dưới, thì nó đọc cái thằng file jQuery trước đúng không? Đấy, đọc jQuery trước thì nó mới hiểu cái cú pháp mình viết trong home. Cái đô la là cái gì đúng không? Đúng không? Để gọi data ra nhá thì anh em là đô la chấm Ajax này. Nào, đô la chấm Ajax này. Và trong Ajax nhá thì anh em sẽ chuyển những tham số như sau. Thứ nhất là cái đường dẫn đúng không? Đường dẫn mình gọi vào. Thì trong này đúng không? Mình muốn gọi vào cái thằng get này chẳng hạn đúng không? Thì là localhost 3000 đúng không? Suộc user là nó vào thằng này đúng không? Đấy. Sớm nhất đúng không? Localhost 3000 này. Suộc user đúng không? Đấy, đây được dẫn này đúng không? Và cái thứ hai đúng không? Còn là cái phương thức mình sẽ dùng là phương thức get đúng không? À, get. Được chưa? Và thằng Ajax này nó sẽ trả ra là một cái promise đúng không? Thì cũng giống như cái thằng hàm tạo có từ của Mongo đúng không? Xử lý promise thì dùng lại chấm chân đúng không? Thì xem nó trả về cho mình cái gì nhá. Sai rồi luôn. Ok đúng không? Đây, sai isLambda đúng không? Tại sao? Tại vì đúng không? Mình không gửi cái query của cái isLambda về cho nó.
thì mình thử thêm quay đi trong này nhá, đúng không? Đường dẫn này, thử thêm quay đi đúng không? Username đúng không? Thằng học giáo viên mới chẳng hạn. Đây thì lốc cho mình ra user này đúng không? Thì bữa trước anh em đang dùng bữa trước mình đang dùng cái thằng query đúng không? Để nhận dùng query này để nhận username password gửi về đúng không? Đó, thì tạm thời nhá, anh em cứ demo cho mình cái thằng ngày trước nhá. Được chưa? Thằng này đúng không? Thằng get này nó đang kiểm tra đúng không? Đấy, mình gửi về một cái username password thông qua query thì nó tìm kiếm đúng không? Nếu cái username password này khớp với một cái data trong database thì chứng tỏ đúng không? Mình là một user của nó đúng không? Đấy, khi mình là user của nó thì nó sẽ cho mình xem hết tất cả list user trong này đúng không? Trong file đây. Để cho hay đơn giản hơn nhá. Mình sẽ bỏ qua cái bước kiểm tra này. Này đi. Thì bây giờ đúng không? Không cần phải nhập username password nữa đúng không? Nó cũng trả về cho mình. Nha, thì để đơn giản đúng không? Anh em sửa lại cho mình nhá. Đấy. Cái phần get đúng không? Xem tất cả data này. Được chưa? Thì buổi trước mình có kiểm tra cái thằng user đúng không? Mới cho người ta xem. Thì tạm thời bây giờ nhá, để đơn giản anh em cứ bỏ qua cái bước kiểm tra đấy đi đúng không? Xóa phần kiểm tra đi. Đấy, và cứ vào trong này mình cho hết data ra luôn đi. Được chưa? Để test cái thằng Ajax trước nhá. Đúng không? Ajax này thì mình sẽ dùng như sau. Đúng không? Thứ nhất là mình sẽ phải dẫn link của jQuery đúng không? Dẫn link của jQuery này. Và bên trong này thì mình dùng cú pháp là $.ajax. Đúng không? $.ajax này làm cái để anh em call API nhá, đúng không? Mình sẽ call một cái API phương thức get được dẫn như này. Đúng không? Thì nó chính là cái thằng phương thức get đúng không? Được dẫn này đúng không? Đấy, thằng này chính là localhost 3000 đúng không? Chụp user phương thức get là thằng này. Đó, thì mở API đúng không? Một cái API được quy định bởi phương thức và đường dẫn đúng không? Đấy, thì anh em chọn chính xác hai cái đấy đúng không? Chọn chính xác vào cái đường dẫn này và phương thức. Đúng không? Thì nó sẽ gọi vào cái API của anh em cần. Rồi thì tạm thời cái Ajax này nhá, anh em cứ demo cho mình trước nhá, đúng không? Anh em nào gặp lỗi thì báo mình nhá để mình dẫn tiếp. À, mọi người có hỏi gì không nhờ? Alo. Bạn Hùng. Huy. Thử cho mình cái thằng Ajax nhá, đúng không? Đấy, buổi trước thì mình get thì mình mới cho được trên giao diện đúng không? Còn post put delete thì mình không cho được. Thì tạm thời anh em cứ dùng cho mình cái thằng Ajax trước nhá, rồi mình sẽ dẫn anh em dùng Ajax để chạy put post delete. Đây đúng không? Thì bên server của mình này. Bên cái server của mình đúng không? Mình viết ra một cái đường dẫn. Chưa? Và viết ra một cái API đúng không? API này có phương thức được get. Phương thức get đúng không? Và có cái đường dẫn của nó là localhost 3000 số user này đúng không? Đây nhá, giả sử này nếu mình chạy. Đúng không? Nếu mình chạy nhá là localhost 3000 số user này. Thì nó ra thẳng kết quả trên giao diện này đúng không? Đấy, nhưng mình lại không cần kết quả nó ra trên giao diện này, mình đang cần kết quả là nó trả cho mình data bên này đúng không? Nó trả cho mình data này. Và từ cái data này mình hiển thị lên giao diện những cái thông tin user ấy, đúng không? Như kiểu em dùng JavaScript ấy. Như kiểu em dùng làm việc với thằng jQuery với thằng DOM hay là với cái thằng jQuery đúng không? Em có được một cái array chứa list thông tin user. Đúng không? Và em sẽ viết những cái vòng viết hàm lượng vòng for đúng không? Để hiển thị những cái thông tin đấy lên trên màn hình theo những cái giao diện em muốn đúng không? Giả sử nhá. Bên này đúng không? Đây, em nhận được một list những cái bài post này đúng không? Đây trên là cái list bài post của em này. Giả sử vậy nhá.
Chưa có list ngoài đúng cái post này. Đây đúng không? Bài post này sẽ có cái tiêu đề đúng không? Ảnh đại diện người đăng này, các thứ này. Và cái tên người đăng đúng không? Các thứ này. Ảnh đại diện này, nội dung bài đăng đúng không? Đấy, thì nó trả cho một cái list tất cả những cái bài đăng như vậy. Được chưa? Và em dùng những cái jQuery của mình đúng không? Để em hiển thị những cái thông tin dạng chữ này. Những cái thông tin này đúng không? Dạng object này. Lên giao diện cho nó ra như này chẳng hạn. Thì đúng không? Hay là mình có cái list nó trả về cho mình list user chẳng hạn thì em sẽ hiện ra cho mình như cái list quan hệ này, liên hệ này. Được chưa? Thì đúng không? Với phương thức get, phương thức là get đúng không? Thì nó sẽ hiển thị cho em data lên cho mình như này luôn. Đấy, nhưng mình không cần như vậy đúng không? Và người dùng họ cũng không cần như vậy. Cái họ cần là cái list mình có thể tương tác cơ đúng không? Cái list mà người ta ấn vào là nó sẽ gửi tin nhắn chẳng hạn. Đúng không? Đấy, thì em sẽ viết đầu tiên là mình sẽ phải lấy cái data này về đúng không? Và hiển thị lên trên giao diện cho người dùng tương tác. Đúng không? Thì để lấy cái data này về nhá. Đúng không? Thì mình sẽ dùng cái thằng Ajax. Được chưa? Thì với một cái thằng để dùng Ajax để mình gọi vào API đúng không? Đấy, và trong một cái API này thì nó quy định về hai thứ. Cái thứ nhất đúng không? Là cái phương thức của API đúng không? Thì nó là dùng là phương thức get. Và cái thứ hai đúng không? Là cái đường dẫn. Được chưa? Một cái API đúng không? Được định danh bởi hai cái là cái phương thức này và đường dẫn đúng không? Đấy. Được chưa? Nếu em đúng đúng cái phương thức đúng không? Nhưng mà sai đường dẫn thì nó lại vào API khác. Đúng không? Em đúng đường dẫn và sai phương thức đúng không? Thì cũng lại khác đúng không? Đấy. Được chưa? Đúng đường dẫn này đúng không? Nhưng mà sang là post thì nó làm chức năng khác đúng không? Chỗ này là chức năng tạo tài khoản đúng không? Còn việc mình muốn xem thông tin user đúng không? Thì phải là từ get cơ. Được chưa? Thì đây đúng không? Mình sẽ gọi vào đường dẫn. Nó có bao nghìn chủ user này. Và phương thức là get đúng không? Đấy, thì em gọi vào thằng này thì nó sẽ trả cho em một cái list tất cả user hiện có trong hệ thống của mình. Đúng không? Và từ cái kết quả trả về này đúng không? Thì em muốn xử lý các thứ bên trong không? Thì em sẽ viết trong gen kết này, được chưa? Còn nữa nhá, mình sẽ hướng dẫn anh em để chuyển cái này thầy thành ở sinh quên. Được chưa? Thì tạm thời nhá. Đúng không? Thì anh em cứ dùng gen kết đúng không? Để lấy cho mình cái data gửi về trước đã. Thì cái phần mình vừa giải thích về cái cách để anh gọi vào một cái API đúng không? Là đường dẫn và cái phương thức này. Thì bạn Huy có rõ gì hay là có chỗ nào có thắc mắc không thì có thể nói cụ thể với phần em chưa rõ nào. Ok. Thế thử thêm 5 phút nữa nhá. Có chỗ nào vấn đề thì bảo anh luôn. Ok. Chia sẻ đi. Phóng to lên đi. Rồi nhá. Rồi em chạy cái thằng đường dẫn hôm em đi xem nó vào cái gì. Báo đường dẫn sai à? Báo dẫn sai đúng không? Ok. Thế mở cái backend lên, em mở cái server lên xem báo lỗi cái gì. Đúng không? User này desktop. BVN Express hôm mới sai rồi kìa, thừa chữ E kìa, à chữ trên đúng không, 22 cái thằng 22 cái lốc đâu ra đấy. Cái cùng đi rồi rồi. Thế em mở cho anh cái file HTML lên. Đây nhá, đường dẫn của script sai kìa. Đúng không? Em mở cho anh file app đi, mở file app cho anh. File đấy. Cái thằng static đâu? Express static đâu? Chưa có dùng cái thằng static à? Thiếu cái thằng express static đúng không? Rồi.
Thì em có nhớ cái thằng Express sở thích điểm gì không? Anh nhá, Express sở thích ý. Đây, thế anh giới thiệu lại, nói lại nhá. Đây nhìn mình này nè. Đây. Thì trong cái server mình nhá sẽ có một cái là cái thằng sở thích này. Đúng không? Tại sao cần có thằng này? Thì nhá, như buổi trước anh nói rồi ấy, buổi đầu tiên học về Express ấy. Đúng không? Thì một cái file HTML này thì nó đi kèm theo rất nhiều thứ, đúng không? Nó sẽ đi kèm theo các cái file CSS này. Đúng không? Kèm theo cái file style đúng không? Kèm theo cái file script đi kèm này. Được chưa? Giả sử đúng không? Mỗi file HTML này nó cộng theo hai ba cái file style và cái file JavaScript này đúng không? Thì em sẽ phải chạy là re.set file nhiều lần đúng không? Đấy. Giả sử nhá. Em muốn thêm cái thằng CS cho cái thằng home đúng không? Giả sử này. Nếu em không có thằng sở thích nhá thì em sẽ phải thêm như này. Sẽ đẩy cái file profile.css ra chẳng hạn này. Red.send file. Đây, giả sử nhá. Thì anh tạo này đúng không? Thì cái đường dẫn là lượng hot 3000 chỗ CS này. Nó sẽ là cái file CS đúng không? Đấy, anh muốn đẩy cái file profile này ra ngoài đúng không? Thì anh sẽ là red.send file này. Đường chọn dẫn vào thằng này đúng không? Đấy, giả sử nhá. Trong cái file này đúng không? Trong cái file không có HTML này nó còn có cả một cái file nữa chẳng hạn đúng không, thì cái file header.css chẳng hạn, này đi sướng không, cái thằng file home này nó cộng theo hai file mấy file set đúng không, đấy thì anh lại muốn muốn cho thêm vào đúng không thì anh phải chạy tiếp như này, được chưa, lại phải gửi riêng từng file ra đúng không, header chưa, và gửi riêng ra này đúng không, và trong này em phải dẫn thêm này, copy này vào đúng không, bước từ này đi. Header đúng không? Đó. Thì em dẫn dẫn như này đúng không? Thì nó mới nhận được các cái file CSS mà gửi ra. Được chưa? Thằng này là thằng header đúng không? Là một nền trắng này. Thằng này là nền aqua đúng không? Thì thằng này sẽ cho là chữ màu đỏ đi. Body chữ đỏ đi. Đây đúng không? Đó. Tức là gì? Đúng không? Khi em một cái file HTML này nó cộng theo nhiều file đúng không? Cộng theo nhiều file CSS này, cộng theo nhiều file JavaScript đúng không? Thì em sẽ phải bên server đúng không? Mình sẽ phải gửi ra từng file một để nó gắn vào đúng không? Thì thay vì em mất công em gửi từng file một ra như vậy thì em gửi cho anh cả cái folder này ra này. Được chưa? Thì cái thằng express.static đúng không? Nó sẽ gửi cả một cái folder ra chứ nó không gửi từng file một nữa như này nữa. Đúng không? Đấy thì khi em đã có dùng cái thằng express static nhá.
Thì bây giờ này, cái để dẫn để vào cái file, profile như sau, đúng không? Đây nhá, local 3000 đúng không? Source public để đi vào trong file public này, đúng không? Local 3000 source public này, đúng không? Từ public này đúng không? Được chưa? Local 3000 source public là mình sẽ vào trong file public này, đúng không? Trong file public này sẽ có cái file là file CSS, đúng không? Trong file CSS này sẽ có cái file là profile.cs, đúng không? Tương tự, bây giờ em muốn xem cái file header.cs, đúng không? Đó, thì khi em dùng cái thằng express.static, đúng không? Thì mình đẩy kéo cái folder này ra ngoài, đúng không? Thì bây giờ em không cần phải để từ lẻ từ trong một, đúng không? Em chỉ việc làm hướng dẫn em có ngay cái hai em cần quy như không nhỉ? Đấy, thì viết cho cái thằng express.static này nhá, đúng không? Mình dẫn lại cho anh. Link đúng không? Vào file gì? Kéo kéo tiếp nào. Express.static. Đây. Cái thằng express.static em sẽ phải express ra cả cho một cái folder trong này chứ, đúng không? Folder hello đúng không? Đâu? Cái folder em chưa code đâu. Folder chứa những cái file JavaScript hay là HTML CSS đâu. Rồi em định đẩy cái thằng mm kia ra ngoài cái gì, hay là thằng home? Home, ok. Rồi thì mở bên kia lại xem nào, file app ở cái file file thầy hello đúng không? Rồi thế nên nhá, thử hướng dẫn này, local 3000 số public không để nghỉ người đấy lên trên giao diện trên web ấy. Đấy, bỏ hello đi, xuống cái thằng file home z của em, xuống home z, xuống home z, đây được chưa nhá, đặt cái hướng dẫn đi, đặt hướng dẫn bắt đầu vào đặt tên file nó hợp lý vào, được chưa? Local 3000 source public đúng không, là nó đã vào trong file home rồi thì em không cần vào trong file hello rồi đúng không, thì em không cần phải xuống hello nữa, được chưa? Thì em xuống cái nội dung bên trong luôn. Đấy, em copy copy link này gắn vào trong HTML đi. Copy đến thằng public thôi. Xuống public thôi, đấy. Rồi. Load lại trang lục trang home cho nào. Cái trang HTML ấy. Để lại nhá, vào trong trang vào trang app cho anh, vẫn chưa rõ cách chạy à? Đây đúng không? Cái thằng home html kìa, em đang gửi ra cái thằng local 3000 chục home đúng không? Đấy thì chạy local 3000 chục home. Chưa xem bên log, xem bên console nó đã trả cái data chưa? Báo lỗi gì? Rest in notify rồi thì em mở cái file home z của em lên. Đấy đúng không? Em đang cho đầu vào là data sắp để thành rest cái kia. Con sẽ lúc ra chứ đúng không? Có không? Không. Request response thì dùng ở trên bên backend thôi, còn đây là bên frontend nhá. Chưa? Yeah. Thì đây sẽ là console log cái thằng đấy. Đúng không? Con sẽ lúc data
Concept Để chút nhá, lấy lại là đúng không? Rồi thì mình sẽ thấy lại chút nhá, thì anh em đang bị lẫn lộn giữa cái thằng jQuery và cái thằng API đúng đây, một cái vấn đề nữa đúng không? Đây nhá, anh ví dụ này, trong cái thằng public này đúng không? Public là mình sẽ gửi ra những cái file nó gắn với cái thằng HTML của mình đúng không? Như là cái thằng file JavaScript để anh em xử lý giao diện này của cái thằng jQuery đúng không? Đấy, file style này để anh em chỉnh sửa cái giao diện mình đúng không? HTML đấy, tức là gì? Trong nội dung chỗ này đúng không? Nội dung bên trong này, này là những cái anh em xử lý bên frontend. Được chưa? Đấy nhá, HTML đúng không? Thì nó sẽ gắn với cái thằng style đúng không? Để anh em chỉnh sửa giao diện này. Và gắn với cái thằng là thằng file JavaScript này đúng không? Thì cái file JavaScript này nhá, thì nó sẽ là tương tác với cái giao diện này để nó chỉnh sửa giao diện của anh em. Nó gắn sự kiện này. Gắn sự kiện click các thứ đúng không? Hay là nó lấy data về để hiển thị giao diện này. Được chưa? Thì đây nhá là cái file để anh em xử lý về về giao diện nhá. Đúng không? Thì trong file này này, trong file home này nhá, thì nó không có những cái request response như trong kia đâu, đúng không? Request response ấy là những cái để anh em viết API nhá. Đây, request response đúng không? Thì để anh em viết API này, API là cái gì? Là cái thằng get, post, put, delete này, được chưa? Đúng không? Đây là cái viết sẵn này, đúng không? Mình sẽ viết sẵn ra API nhá. Còn cái thằng Ajax này, thằng Ajax nó sẽ gọi vào những cái API được viết sẵn này, đúng không? Nếu nhá mình gọi vào một cái API mà không có, không tồn tại ấy. Giả sử này mình gọi một cái API gì đó ở trong này đi, kỳ đúng không? Không tồn tại này, này chẳng đúng không? Mình không có thằng này đúng không? Chưa, giả sử nhá đúng không, đấy mình gọi vào một cái API không tồn tại này thì nó báo lỗi đúng không? Lỗi là không tìm thấy đường dẫn này, not found, được chưa? Tại vì đúng không, bên trên server của mình này mình không hề định nghĩa một cái đường dẫn gì là logout 3000 đúng không? Đấy, mình định nghĩa nó đều là logout 3000 số home hay là số gì đó đúng không? Không có cái gì là rỗng cả đúng không? Đấy, logout 3000 số home cái thứ này với thứ get đúng không? Cái gì, thằng Ajax này thì nó chỉ gọi được vào những cái API được viết sẵn ở bên server thôi, được chưa? Đấy, còn thằng API nhé là cái thằng để anh em tạo ra những cái chức năng đúng không? Được chưa? Bên server nhé là anh em sẽ tạo ra API đúng không? Còn bên file jQuery này là mình sẽ gọi vào những cái API viết sẵn bên server. Thì chứ không nhỉ? Tương nhau anh em hình dung không? Cái thằng public này là những cái mình gửi ra ngoài nhá, đúng không? Gửi ra ngoài để mình có thể mình dẫn vào trong HTML. Đúng không? Còn bên những cái bên đằng sau này, bên ngoài này nhá thì nó đúng không? Tức cái thằng public này sẽ là những cái để anh em gửi ra bên ngoài đúng không? Để mình xử lý frontend. Được chưa? Còn những thằng router này, app các thứ đúng không? Hay model này là những cái thuộc về backend nhá. Chưa? Thì anh em tránh nhầm lẫn nhá. Chỗ này em có bị rối không nhỉ? Mọi người. Huy hợp chỗ này thì có hình dung được không? Có hình dung ý mình không, hay là có chỗ nào bị khó hiểu không nhỉ? Bạn Huy phát biểu thế nào? Hơi rối đúng không? Ok. Vẽ một cái sơ đồ gì đó nhỉ, cho anh em hình dung nhá. Đây. Thì quay lại nhá. Quay lại đúng không? Thì trong những buổi đầu tiên ấy thì mình giới thiệu về cái mô hình là client server đúng không? Đây là cái client này, là cái giao diện đúng không? Server này.
Được chưa? Thì cái giao diện đúng không? Là thằng này. Đúng không? Còn server là cái thằng này đúng không? Đây server là thằng này. Đó. Thì như trong cái buổi mình có nói ấy, đúng không? Là bên client này thì nó thiết kế bằng HTML đúng không? Và CSS. Đây, HTML đây đúng không? Và CSS đây. Chưa, phải nó có kèm theo cái thằng JavaScript đúng không? Kèm theo cái thằng JavaScript chức năng làm gì? Là để người dùng tương tác giao diện đúng không? Để người dùng tương tác. Không? Và cái quan trọng nhất nữa đó là để gửi request đúng không? Để gửi request về bên từ giao diện về server. Gửi request đúng không? Đấy, thì từ đầu giờ nhá, anh em học thì mình chưa có cái gì để em gửi request từ bên client về server đúng không? Thì cái thằng Ajax này. Ajax nhá. Được chưa? Nó chỉ là một cái đúng không? Để anh em gửi request từ bên client về server. Đây. Đúng không? Ajax này là nó sẽ gửi request từ bên giao diện về server đúng không? Nó sẽ gửi yêu cầu vào đường dẫn này và phương thức này. Đúng không? Thì em gửi request bằng Ajax này. Đúng không? Thì bên server bắt được cái yêu cầu để gửi về này thì nó tiếp nhận yêu cầu đúng không? Xử lý đúng không? Nó phản hồi cho anh em. Được chưa? Xử lý cái việc nó tìm kiếm cái lead user trong này đúng không? Đấy. Mình gọi vào cái đường dẫn này đúng không? Gọi vào đường dẫn tôi có 3.000 số user này. Get đúng không? Thì nó chạy cái thằng hàm file này để lấy data cho anh em đúng không? Lấy data xong thì nó trả kết quả về cho mình. Là cái thằng red.json đúng không? Cái thằng respond.json này chính là cái thằng phản hồi đúng không? Từ bên giao diện để từ bên server về client. Đúng không? Respond đây. Được chưa? Cái phản hồi đúng không? Respond này. Mà xin là cái red.send file là red.json của anh em ấy, đúng không? Red.send file gì đấy, được chưa? Đấy đúng không? Tức gì? Cái thằng Express đúng không? Express để anh em viết sẵn những cái đường dẫn, viết sẵn những cái API đúng không? Express để mình viết sẵn những cái API, được chưa? Để bên giao diện nó gửi yêu cầu về đúng không? Còn nếu mình không có những cái API như vậy đúng không? Thì cái thằng bên giao diện này không biết phải gửi yêu cầu về đâu đúng không? Đấy thì mình phải quy định sẵn là mày muốn gửi yêu cầu đúng không? Thì mày gửi về địa chỉ này. Đúng không? Kiểu như mình cho nó cái số điện thoại ấy. Đúng không? Có vấn đề gì thì gọi tao vào số này. Đúng không? Thì thằng giao diện này đúng không? Nó sẽ gọi vào cái địa chỉ của thằng server cho sẵn. Được chưa? Địa chỉ là gì? Là cổng 3.000 này. Cổng 3.000 đúng không? Ok, mày gọi cổng này đúng không? Bây giờ mình muốn làm chức năng gì? Thì thằng client đúng không? Đúng không? Bảo là tao muốn xem chức năng, là tao muốn xem lead user chẳng hạn đúng không? Đấy, xem lead user thì nó sẽ gọi vào đường dẫn là local 3.000 chủ user. Được chưa? Thì khi nó gọi vào được cái địa chỉ này đúng không? Thì local 3.000 chủ user này, cứ get. Thì thằng server xử lý đúng không? Và trả kết quả về cho thằng giao diện. Đây, đúng không? Kết quả trả về ở đây. Trả bên này đúng không? Thì mình sửa lại chút nhá. Đấy, đúng không? Thì kết quả trả về là đây, được chưa? Khi có cái data này đúng không? Khi có lead user này thì mình có thể hoàn toàn đúng không? Mình xử lý để đẩy cái lead này lên giao diện. Như kiểu lead người bạn bè bên này đúng không? Đấy. Được chưa? Từ cái tên đúng không? Từ cái tên này và ảnh đại diện đúng không? Thì mình có thể mình xoay đây. À, bạn Huy hình dung được cái luồng của nó chưa nhỉ? Đúng không? Rõ cái thằng này là cái thằng drive này là server chưa? Đúng không? Nhá. Thằng Express đúng không? Để mình viết ra cái API này. Đúng không? Còn thằng Ajax để anh em. Đúng không? Gửi yêu cầu nhá từ bên client về server. Được chưa? Đấy. Thì phân biệt nhá đúng không?
Anh em lại cứ dùng red.json bên trong này không được đúng không? Tại vì nó không phải là cú pháp quá sắc. Rồi, các bạn phần này rõ chưa nhỉ? Có vấn đề gì nữa không? Ok nhá, thì mình đi tiếp này. Đây đúng không? Đó, thế nên mình muốn xem user đúng không? Thì mình gọi get. Còn bây giờ nhá đúng không? Mình mới gọi post put delete ở trên giao diện thì mình làm như nào đúng không? Thì như buổi trước mình có nói đúng không, thằng get thì nó sẽ gửi giao diện và data trực tiếp lên trên mình đúng không, thằng get này đấy, get đúng không, thì nó sẽ gửi trực tiếp data trên giao diện này này đúng không. Thế bây giờ cái thằng post put delete đúng không, mình sẽ lấy data về kiểu gì, thì mình sẽ dùng thằng ajax đúng không để gửi yêu cầu thôi đúng không. Đấy, giả sử nhá, mình sẽ làm chức năng là tạo tài khoản chẳng hạn đúng không? Giả sử trên này nhá sẽ có cái OIO input đúng không? Cái ô username password này. Chưa vào một cái nút để tạo tài khoản nhá. Đúng không? Và một cái on click cho nó. Khi on click vào thằng này đúng không? Thì mình sẽ chạy một cái chức năng đó là create account đúng không? Và chạy version này. Đó chưa, hiện tại đúng không, thì cái phần này chưa định nghĩa không? Thì chạy này vấn đề đúng không, thì có lỗi là cái thằng quyết đạt này đúng không, chưa định nghĩa được chưa, tưởng nó không biết cái thằng quyết đạt là thằng là gì đúng không. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tạo ra cái thằng phần quyết đạt này nhá. Đọc để cho này. Đấy, thì bây giờ đúng không? Mình sẽ định nghĩa cái function create ở trong cái file home.js này. Chưa, tạo tài khoản nhá. Đúng không? Thì sẽ định nghĩa function này. Create à đúng không? Đấy. Khi mà người ta ấn vào nút click đúng không, ấn vào nút tạo tài khoản ấy, thì mình sẽ cần phải lấy được cái nội dung bên trong ô username và ô password đúng không. Đấy, thì mình sẽ chọn vào hai ô này để lấy nội dung bên trong chứ. Còn đúng không, username chọn vào cái thằng có ID là user đúng không, và lấy giá trị bên trong. Còn cú pháp jQuery anh em chắc là quen rồi. Đúng không? Đã có từ nào tập về cái này rồi đúng không? Từ password đúng không? Thì mình chọn cái thằng có đi là pass. Không, chọn thằng đi là pass và lấy được dùng bên trong. Được chưa? Thì lốc xem lấy được giá trị chưa nhá. Có select username và password. Đúng không? Thì nhập này. Đấy đúng không? Và 123 này. Click đúng không? Thì nó gửi cho mình cái username và password mình nhập trong này. Được chưa? Thì bây giờ đúng không? Mình sẽ mang cái username và password này gửi về server kiểu gì đúng không? Đấy, thì như những bài trước thì mình đã có gửi về bằng query hoặc là param đúng không? Thì hôm nay mình đã tiếp tục dùng nhá. Gửi về bằng query param này. Đúng không? Thì để gửi request từ bên giao diện về server thì mình phải dùng Ajax đúng không? Đấy, và chỗ này thì mình có thể dùng async await đúng không? Async function. Đúng không? Thì cái này là có đúng không? Đấy, cái phản hồi của server về này đúng không? Phản hồi. Và await đúng không? Cái đồ là Ajax.
đúng không? Cái thằng Isaac này thì đây là cái đoạn nó gửi request đúng không, gửi request và trong thời gian get đúng không, là cái respond trở về từ server đúng không. Đấy, Isaac này nó gửi request đúng không và chờ phản hồi đúng không. Đấy thì ở đây mình gọi Isaac đúng không, gửi request và phản hồi về sẽ đưa vào trong cái thằng respond này. Mình gửi về đúng không, gửi vào đường dẫn để tạo tài khoản đúng không, là localhost 3000 thuộc user đúng không, đây local 3000 đúng không, thuộc user để vào trong cái thằng user tư đúng không, đây đúng không, đây thuộc user công thức đúng không là post đây đúng không, do thằng này thứ post đúng không, thì bên này cũng phải là ghi là post đấy nhá. Và bên thằng này đúng không, cái thằng post này nó khi mình tạo tài khoản đúng không thì nó sẽ lấy cái username và password ở trên query nó kiểm tra đúng không. Đấy, nếu như cái username này mà chưa có ai dùng thì nó tạo tài khoản cho mình đúng không, còn nếu đã được dùng rồi thì thông báo user đã được sử dụng. Đấy thì để dùng query đúng không, dùng query thì anh em thường là như này, lấy query đúng không. Đấy thì trên cái thằng Ajax này cũng như vậy, hiểu chưa, muốn gửi cái query về đúng không thì sửa dẫn này đúng không, hỏi chấm username bằng cái thằng username người dùng cho vào đúng không, password đúng không, và đúng không password sẽ bằng cái password mà người dùng gửi về đúng không. Cái này mình đang dùng ghép chuỗi đúng không. Đấy thì lúc xem cái URL là cái gì nhá, để cho anh em dễ hình dung. Đây thì là sửa đúng không, nếu nhập là cái này và 123 đúng không, ấn tạo tài khoản này thì nó sẽ gửi request vào cái đường dẫn này đúng không, gửi request và đường dẫn local 3000 đấy số user đúng không, và có cái query là user bằng Thái đúng không và password bằng 123 được chưa. Thì cái bài về query đúng không, buổi trước những buổi trước anh em đã dùng quen rồi đúng không, đấy để thêm query anh em dùng hỏi chấm này để biết được dùng query đúng không. Thì bên trong là các dạng là kiểu key bằng value đúng không? Key bằng value đấy, và muốn dùng cái thằng tiếp theo đúng không thì dùng giống và này đúng không, key 2 bằng value 2 đấy. Đấy để đây đúng không, thì mình sẽ gửi request vào cái đường dẫn này đúng không, gửi request đường dẫn này thứ tức là post được chưa, và trên đường dẫn đúng không, trên đường dẫn này sẽ có username và password đúng không, và bên server nhận được ở trên query nó xử lý đấy. Thì xem nó trả về cho mình cái gì nhá đúng không, đấy xem nó trả về cho mình kết quả là gì, log ra cái thằng respond nhá, và đây là cái thằng async await đúng không, thì nó không có bắt lỗi thì mình dùng try catch để xử lý lỗi đúng không. Xem nó trả về cái gì nhá, dòng 21 đúng không? Đấy. Tôi xóa này đi. Tạo tài khoản nhá, mình sẽ tạo một thằng user này. Tên là Thái đúng không? Thái 3. Tạo này. Thông báo đúng không? Username đã bị dùng rồi, đúng không? Tức là gì? Trong này đúng không? Mình đã có những thằng tên là Thái đúng không? Đấy. Username đã được dùng rồi đúng không? Thì nó không cho mình tạo cái thằng tên là Thái nữa. Được chưa? Giả sử nhá, mình tạo cái thằng là Thủy chẳng hạn đúng không? Tạo này. Được chưa? Thì nó sẽ cho mình một cái thông tin user đúng không? Vừa tạo. Đấy. Username là Thủy đúng không? Password 123. Đây đúng không? Tức là gì? Khi mình gọi vào một cái đường dẫn đúng không? À, mình gọi vào một cái API thì mình sẽ gửi trong đấy là đường dẫn đúng không? Đấy, gửi đường dẫn
là quy định cái phương thức gọi vào đúng không? Đấy, thì từ được dẫn bằng từ cái phương thức thì nó sẽ trỏ vào đúng cái được API mà anh em muốn gọi vào. Post đúng không? Được dẫn đây. Và khi em gọi vào đúng không? Thì nó thực thi có bên trong. Được chưa? Thực thi có bên trong đúng không? Và gửi cho mình kết quả. Nếu thành công đúng không? Nếu thất bại. Còn nếu đúng không? Bị trùng user password đúng không? Đấy. Được chưa? Thì cái phần này đúng không? Cái phần tạo tài khoản này anh em có chỗ nào khó hiểu không nhỉ? Nó y hệt như thằng get đúng đấy đúng không? Chỉ là mình sửa thằng get thành post đúng không? Đấy, và thêm query vào để nó check bên bên API đúng không? Server. Đúng không? Và chỗ này mình sẽ cần dùng jQuery đúng không? Dùng jQuery để lấy được cái nội dung bên trong ô username và ô password. Đúng. Và mình sẽ tạo một cái function click như này. Rồi, thì cái phần mình vừa có demo ấy, anh em có theo kịp không nhỉ? Có chỗ nào bị khó hiểu không? Bạn Huy. Bạn Huy. Ok đúng không? Rồi, thế anh em áp dụng thằng jQuery nhé đúng không, và cái API đã làm buổi trước thì thử cho mình cái chức năng tạo tài khoản nhé. Đấy, làm thử cho mình cái này trong khoảng tầm 50 phút đi bạn Huy đúng không. Đầu tiên này bạn kiểm tra cho mình trước nhé, là nhận được cái username password từ trong input trả ra chưa đúng không, thì cứ tạm thời comment cái phần đã xác kia đã đúng không, lốc cho mình username và password. Đúng không? Comment cái phần bên dưới đi. Và comment cái phần Ajax đi. Đấy, comment từ đấy đến cả dòng 21 nữa. Rồi. Đấy, demo thử xem nào. Lát lại đi, lại trang đi. Giờ đúng không? Ok, bây giờ em bỏ comment mấy dòng kia đi. Rồi, nó lại trang. Rồi, thử xem nào. Đã sử dụng đúng không? Đấy, thử lấy một cái username khác đi. Chưa? Nhá. Phải nó lại trang đúng không? Phải nó lại trang thì mới đọc được cái thằng file mới, dây EZ mới của em nhá. Rồi đó thì đúng không, anh em có thể dùng jQuery để gọi gửi request đúng không, đấy được chưa, cái thằng Ajax đúng không, Ajax là anh em gửi request từ bên giao diện về server đấy, hiểu đơn giản như vậy nhá đúng không. Ajax này sẽ gửi request từ bên giao diện về server và nó sẽ chờ cái thằng server này phản hồi về cho mình. Sẽ có cái Ajax. Ajax này. Này nó sẽ gửi request đúng không? Từ client về đúng không? Và nó trả ra một cái commit. Đấy. Đúng không? Và cái commit này nó sẽ trả lời cho mình là cái kết quả của server đúng không? Chờ cái commit đúng không? Sẽ và cái commit này nó sẽ đợi server phản hồi đúng không? Nhận đúng không? Phản hồi từ server. Chưa? Đấy đúng không? Ajax chỗ này gửi request đúng không? Gửi request và nó trả ra một cái commit. Đấy. Và cái commit của mình không? Nó sẽ là kết quả đúng không, được trả về từ server được. Thì Ajax đúng không, Ajax vừa để gửi request và vừa nhận respond đúng không, Ajax vừa để gửi request và vừa nhận respond được không? Ajax vừa gửi request đúng không,
Và vừa nhận respawn. Yeah. Request gửi đây đúng không? Và respawn được, trả về được như đây. Đấy. Và khi mình đã có cái kết quả trả về đúng không? Thì anh em xử lý thế nào thì tùy ý. Được chưa? Giả sử nhá. Có lead user đây đúng không? Cái thằng này trả về lead user đúng không? Giả sử nhá. Mình sẽ viết một cái function là function render chẳng hạn. Đúng không? Cái function này đúng không, nó sẽ gọi vào cái thằng Ajax này để list user cho mình đúng không. Đó thì chúng ta xin quên đi. Trước mình đổi thành dùng các siêu nhá. Chưa, thì ông mình chạy phát triển năng lượng này. Đấy đúng không? Thì kết quả trả về là cái thằng dòng 20 đúng không? Dòng 20 là cái dòng nào? Dòng này đúng không? Đó. Được chưa? Mình đã có list user trả về đúng không? Thì từ list user này thì mình có thể hoàn toàn hiển thị data lên giao diện đúng không? Hiển thị ra cái list user cho mình chẳng hạn. Đấy. Chứ nó trong cái array đúng không? Trong array cho object. Thì mình thì kê ra cái tên của user chẳng hạn đúng không? Để kê ra username chẳng hạn. Mình sẽ for cái data này đúng không? For. Đấy, và mình liệt kê cái data này ra đúng không? Giả sử mình sẽ có một cái là cái thảo đúng không? Lead user chẳng hạn. Để deep đúng không? Đấy, thì mình sẽ liệt kê lead user trong này đúng không? Đầu tiên đúng không? Mình sẽ tạo ra một cái thẻ deep này. User item. Sẽ bằng HTML. Trong này chứa cái thằng username đúng không, là list user thứ y để dùng biến trong cái string đúng không, thì là dùng cái cú pháp này không? List user thứ y đúng không, list user thứ y là từng thằng này đúng không, từng object này, và tên của nó là cái thằng chấm username trong này đúng không, chấm username đúng không. Đây là cái list user này đúng không, list user thứ y là từng object này đúng không, và list user thứ y chấm username đúng không, là cái thằng này đúng không? Đấy, và khi tạo ra cái thẻ deep này đúng không, thì mình sẽ gán vào trong cái thằng append vào cái thằng list user này, đúng không, giả sử như vậy nhá, thì chọn vào cái thằng có class là list user đúng không. Chẳng áp bè cái thằng này vào. Để chưa, thì liệt kê cho mình danh sách user trong này đúng không? Đó. Được chưa? Tức là gì? Từ cái data được trả về đúng không? Thì mình có thể xử lý lên giao diện như nào là tùy mình đúng không? Chứ mình không cần nó hiện hiện lên này đúng không? Cái hiện lên này chỉ là mình để ông lập trình viên đúng không? Ông xem data như nào thôi đúng không? Còn đúng không, cái mà người dùng muốn xem ấy nó không phải cái này, mà nó là cái list như thế nào đó đúng không, có những cái thông tin cần thiết đúng không, như là tên user này, avatar đúng không, đấy, ngày tháng năm sinh các thứ đúng không,
Tức là với user thì họ cần là giao diện, là còn với mình đúng không? Thì mình cần những cái này để mình xem nó có những cái gì để mình xử lý tiếp. Đấy đúng không? Thì trong này render là cái hàm mình cho nó chạy sẵn khi đã tra đúng không? Đấy, khi đã tra xong thì nó chạy thằng này, chạy hàm render đúng không? Thì nó sẽ gọi vào cái đường dẫn này đúng không, để lấy ra toàn bộ user đấy, và từ cái user trả về đúng không thì mình liệt kê lên trên giao diện. Đây là liệt kê đơn giản đúng không? Đấy, sau này em có những cái như là cái avatar chẳng hạn đúng không, các thứ được chưa, để mình nhít ra theo kiểu này đúng không. Đấy, có avatar đúng không, và cái tên thì anh em nhít ra như này. Rồi thì cái phần này đúng không, là mình đã dùng Ajax để gọi data về đúng không, và từ data trả về mình xử lý để hiển thị lên giao diện. Đấy, thì anh em cái này là nó chỉ là cái thằng jQuery thông thường đúng không. Đấy, thì giờ anh em thử kết hợp nhá jQuery với thằng Ajax vừa làm đúng không, để có data trả về và từ data mình hiển thị lên giao diện. Mọi người cái phần mình vừa demo anh em theo kịp không nhỉ? Huy, bạn Chí, hợp. Ok đúng không? Rồi, bạn Hùng, bạn Đặng, Hùng với bạn Hoàng thì sao? Bạn Đạt. Phần mình vừa làm với jQuery anh em có chỗ nào bị khó hiểu không? Ok. Đấy, thì nếu anh em rõ đúng không? Thì anh em sẽ dành cho mình khoảng 5 phút nhá đúng không? Gọi data từ bên server về đúng không? Và dùng jQuery để hiển thị giao diện. Hiển thị nhà tùy anh em nhá. Chưa? Thì anh em đã đúng không? Thực hành dùng jQuery đúng không? Và Ajax để lấy dữ liệu từ bên server trả về đúng không? Và hiển thị lên trên giao diện. Rồi thì mình vừa có làm cái phần là thử đúng không, cái thằng get và cái thằng post đúng không, thằng get để anh em xem data đúng không, và mình lấy để hiển thị lên màn hình đúng không, thằng post để mình vừa tạo data đúng không. Thế bây giờ mình thử cái thằng put và cái thằng delete nhá đúng không, put là đổi mật khẩu ấy đúng không. Đấy, thì mình vừa đi qua thử với thằng đúng không, get và post, thì bây giờ thử put và thằng delete nhá. Thì hôm trước đúng không, mình đã viết sẵn API buổi trước đúng không, buổi trước này bên user router mình có viết sẵn một cái chức năng là đổi mật khẩu đúng không, là cái thằng router.put đây, đổi mật khẩu này đúng không, và với cái đường dẫn này đúng không, đổi mật khẩu này thì đúng không, mình sẽ gửi cái ID của user trên đường dẫn đúng không, gửi ID user trên đường dẫn này đấy, và gửi cái username password ở trên param, à trên query đúng không? Đấy, tức là gì? Gửi ID trên param này đúng không? Và gửi username password ở trên query. Và cái pass mới đúng không? Cũng ở trên query. Đấy. Thì mình thử chức năng này nhá, đúng không? Nó sẽ hơi lằng nhằng một chút. Hơi nhiều đúng không? Thứ nhất nhá, đúng không? Thằng này sẽ yêu cầu là có dùng param này. Được chưa? Thì mình đúng không? Mình cần phải tìm đúng cái user để cho vào trong này đúng không? Đúng cái ID user để cho trong này đúng không? Thì thông thường mình thử làm cái trang đổi mật khẩu nhá, đúng không? Làm một cái trang là trang trên path chẳng hạn. Trên path.javascript. Tả trước giao diện nhá. Giao diện này sẽ có input này. User này. Pass này. Đúng không? Để đổi mật khẩu thì người ta mình sẽ bắt người ta nhập username cũ và password cũ đúng không? Nhập đúng rồi thì mình mới cho người ta nhập password mới, đúng không? Pass. Vào một cái nút
Và viết một cái đường dẫn đúng không, để gửi cái thằng này ra được chưa? Ở trong cái thằng index router đúng không, thì có một trang là trang đổi mật khẩu chẳng hạn. Trên path chẳng hạn. View đây là file trên path đúng không? Option. Phòng thử sang trang trên path nhé. Đúng không? Trang trên path mình này. Thêm một cho số dòng. Rồi đấy, và trong cái file JavaScript đúng không, mình sẽ dẫn vào trong thằng này thì để dùng được cái thằng pháp của Azure đúng không, thì mình phải dẫn link của jQuery trong này đã, dẫn link jQuery này đúng không? Sau đây dẫn link vào cái thằng file trên path của mình đúng không, thử nhá, có lốc đúng không, đường dẫn trang này nhá. Rồi còn 3.000 đúng không? Xuống public. Xuống ZS. Đấy. Đúng không? Xuống public vào trong này đúng không? Và file này. Xuống ZS vào file này đúng không? Và xuống trên path.js để đọc cái file kia. Đúng không? Lớp 1.000 này. Thì đây đường dẫn của file JavaScript vừa tạo đúng không? Thì copy đường dẫn này. Đấy, cho đây. Thì bây giờ đúng không, khi mình run cái này thì nó sẽ ra cho mình tầm 1.000 đúng không, lốc của thằng bên này là mình đã liên kết thành công HTML và JS đúng không. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm chức năng nhá, đúng không, để đổi mật khẩu đúng không, thì đầu tiên mình sẽ phải lấy được nội dung bên trong bên này. Để trước khi click vào nút này đúng không, khi click vào thằng đổi mật khẩu này thì mình chạy function này đúng không, thì cái function này đúng không, cần phải lấy nội dung của từng ô một đúng không? Username đúng không? Bằng cái thẻ có class là có ID là user đúng không? Chị bên trong. Tương tự password đúng không? Thằng ID là pass đúng không? Và cái thằng mật khẩu mới đúng không? Thì lốc xem nhá. Đúng không? Nhập username này. Thái chẳng hạn đúng không? Password cũ này, 123 đúng không? Password mới là 321 chẳng hạn. Được chưa? Thì đấy nội dung nhập trong này đúng không? Có nội dung nhập rồi này. Đấy, thì bây giờ mình gọi vào cái đường dẫn router.put đúng không, để làm chức năng đổi mật khẩu. Được chưa? Đúng không, thì gọi gửi request quét đúng không, gửi request thì em dùng Ajax cho, thì dùng cái cú pháp async request nhé, async này đúng không, con cái data đúng không, await Ajax. Ajax này đúng không, mình sẽ gọi vào đường dẫn nào, đường dẫn đúng không, local 3.000 xuống user đúng không, và số ID đúng không, local 3.000 xuống user số ID xuống user này
ID đúng không? Bây giờ mình không biết ID của nó là gì đúng không? Mình không biết cái ID của user hiện tại là gì. Được chưa? Thì mình lấy ID của người ta kiểu gì đúng không? Để biết user này là ID là gì thì làm thế nào? Thì trong cái router này đúng không? Mình có một cái là get on ID. Đấy thì mình có thể viết một cái đường dẫn đúng không? Để lấy cái nội dung nhập của lấy từ cái user password người ta gửi cho mình ấy. Mình xem cái thông tin người ta là gì đúng không? Đấy, có ID. Sửa nhá, thì trong này mình sửa một chút đúng không? Đấy thì mình sửa một chút trong này, được chưa? Thì từ cái username mà người ta gửi về đúng không? Đấy, mình sẽ viết một cái nữa là từ cái username và password người ta gửi về cho mình thì mình sẽ trả về cho người ta đúng không? Là cái ID user chẳng hạn. Không? Vì thằng put này muốn đổi mật khẩu đúng không thì mình phải quy định cụ thể cái ID của cái user mình muốn thay đổi đúng không? Đây là cái quy tắc của trong cái thằng REST API đúng không? Đấy, thì mình sẽ cần một cái nữa là để có được ID đúng không? Thì sau đó anh em làm ấy, thì sẽ có cách khác để anh em lưu ID. Bây giờ mình chưa có đúng không? Thì tạm thời mình sẽ làm cái này. Thì viết thêm một cái để dẫn nữa nhé, đúng không? Để lấy ID về cho mình. Router.post này. Get đi. Đường dẫn này đúng không? Là get user by ID chẳng hạn. Get user đi. Trong này đúng không? Đấy. Cái thằng này mình sẽ nhận username và password họ gửi trên qua đi đúng không? Và trả về cho họ cái ID user chẳng hạn. Hay là trả về cho họ cả một cái object user đúng không? User model đúng không? Chấm file one. Tìm kiếm đúng không? Theo cái username mà họ gửi về đúng không? Đấy, và theo cái password mà người ta gửi cho mình. Đúng không? Người ta gửi trên query đúng không? Đấy, bữa sau mình sẽ hướng dẫn em các cách để mình gửi data cách khác, không phải trên hướng dẫn nữa. Được chưa? Thì với cái này đúng không? Thì mình sẽ lấy được cái object user đúng không? Dựa vào cái username và password gửi về bên server. Đấy. Và nếu đúng không? Nếu cái username và password này đúng thì nó sẽ có data trả về đúng không? Đấy, nếu user này tìm được này thì mình sẽ phản hồi cái thông tin user ra ngoài đúng không? Trả user này ra ngoài. Đúng không? Còn nếu không có đúng không? Thật là null chẳng hạn đúng không? Tìm không ra theo user password này thì thông báo rằng nhập sai đúng không? Đấy. Sai username. Được chưa? Thì bây giờ nhá, mình sẽ trước khi mình đổi mật khẩu đúng không? Thì mình sẽ gọi vào thằng này để có được cái ID user đúng không? Đường dẫn này, thằng này đúng không? Là nó có 3.000 xuống user xuống get user đúng không? Đấy. Phương thức post, thức là post đúng không? Đấy. Và cái username password này mình gửi ở trên query đúng không? Query này. Qua đi ở trên này đúng không? Đấy, vào username đúng không? Bạn user
Password. Cho thì lúc xem cái data trả về là cái gì nhá, đúng không? Thì cho anh kết nhá. Sử nhá, nhập username password này. Đúng không? Thì nó trả về là sai user password đúng không? Đấy, tại vì cái thằng username và password này mình gửi về này, họ không tìm được đúng không? Thì mình thử lấy một cái username password đúng nhá. Là Thảo đúng không? Thảo 789. Thảo này đúng không? Và Thảo 79. Đúng không? Nhập đúng user password này thì nó trả cho mình cái thông tin user đây đúng không? Thì trong này sẽ có cái ID user trong này. Được chưa? Thì cái mình cần đúng không là cái thằng ID này đúng không? Đấy, ID này mình sẽ cho lên trên param của thằng put này đúng không? Đấy. Thì giờ trong này mình cái mình cần là cái thằng data.shift-id đúng không? Không? Thảo 789. Chưa nên ID của mình đúng để trả về đây đúng không? Đấy. Được chưa? Thì ở trong này mình kiểm tra đúng không? Đấy, nếu cái data data trả về đúng không? Là cái đoạn sai user password này đúng không? Thì mình thông báo ra là sai user password đúng không? Còn nếu nó trả ra là đúng user đúng không? Thì mình sẽ làm tiếp. Được chưa? Thì để kiểm tra đúng không? Mình sẽ làm một cái như sau. Đấy, ngoài cái việc gửi về user này thì mình sẽ gửi thêm cái là cái status nữa đúng không, 200 chẳng hạn đúng không, thành công thực hiện đúng không. Được chưa? Thì cái status 200 và 400 này cái gì nhá, thì buổi sau mình sẽ trao đổi. Được chưa? Thì tạm thời bây giờ mình cứ hình dung nhá đúng không? 200 là thành công, còn 400 là thất bại. Được chưa? Đúng không? Thì kiểm tra đúng không? Nếu như cái status là bằng 200 tức là mình nhập đúng user password đúng không? Đấy, còn cái status trả về khác 200 tức là gì? Nhập sai đúng không? Đấy. Được chưa? Thì mình kiểm tra đúng không? Lúc lại ta nhá. Đây đúng không? Nó có cái thằng sở tốt này. Được chưa? Sở tốt 200 này. Đúng không? Thì nếu cái thằng data của mình trả về không có cái sở tốt bằng 200 tức là thành công đúng không? Nếu có cái sở tốt 200 tức là thành công này đúng không? Thì mình sẽ lấy ra ID của nó. Data.user đúng không? Đúng không? Trong data này, đây là cái object data đúng không? Trong data này sẽ có một cái trừ user và trong user này sẽ có cái ID đúng không? Shift trừ ID. Đấy. ID. Đúng không? Nếu mà thành công đúng không? Nếu thành công thì mình lấy ID của nó ra để mình chạy cái thằng put bên dưới đúng không? Nếu thất bại đúng không? Nếu thất bại thì mình đốc ra xem cái thằng lỗi là gì đúng không? Có số lớp cái thằng data chấm thông điệp đúng không? S. Sử nhá, đúng không? Nếu nhập sai này. Không, thì nó trả ra là sai user password đúng không? Đúng này. 789 đúng không? Ok, mình lấp ra nhá, có sẽ lấp cái ID ra này.
Được chưa? Thì nó trả cho mình cái ID đúng không? Thì đúng ID user này đúng không? Đấy, user của mình gọi đi là 592 đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình cho cái này lên trên cái parang của thằng út đúng không? Được chưa? Tức là trong cái thằng trên path này đúng không? Thì mình sẽ gọi hai API đúng không? Một cái để mình lấy ID và một cái mình dùng ID này để mình đổi vào code. Không? Nếu có ID rồi thì mình sẽ chạy cái thằng đổi password đúng không? Là cái thằng to the post. Được Respond đúng không? Và quên của cái thằng đô la chấm Ajax đúng không? Đường dẫn. Đường dẫn là local 3000 đúng không? Source user và source ID user này đúng không? User đúng không? Source ID user đấy đâu? Chỉ là cái thằng ID đúng không? Cộng ID ở đây nó thành param đúng không? Đấy. Và trong cái thằng này nó sẽ yêu cầu thêm cả ngoài cái thằng ID trên param đúng không? Thì là trên query nó còn nữa là username, password và new path đúng không? Đấy thì mình sẽ kèm thêm ba cái tham số nữa. Đấy. Không? Bắt đầu dùng query đúng không? Query là hỏi chấm này. Không? Username. Username này. Password đúng không? Và cái thằng đó là cái thằng new password đúng không? New pass. Đấy, cái thằng được dẫn put đúng không? Put này nó yêu cầu param ID trên param đúng không? Username, password và cái thằng new path ở trên dẫn trên query đúng không? Đấy. Thì mình cái đúng đúng không? Được chưa? Thì xem cái thằng này đúng không? Nó trả về cái gì cho mình nhá. Lốc ra đúng không? Cái thằng respond này. Dòng 23 đúng không? Thử nha đúng không? Thảo này. Thảo 789 đúng không? Mời khẩu thay đổi này thành à. 356 chẳng hạn. Được chưa? Chạy nhá. Kết quả dòng 23 đúng không? Là gì? À quên đúng không? Thằng này mình mới chỉ cho đường dẫn chưa cho phương thức là put đúng không? Thiếu đường dẫn, ok. À thiếu cái method đúng không? Type put. Đây. Vâng, thì nó trả về là đổi mật khẩu thành công đúng không? Cái thằng này đâu ra? Đổi mật khẩu thành công này là do cái thằng này nó trả về cho mình đúng không? Đấy, tức là gì? Mình nhập đúng không? Nhập đúng username, đúng password, đúng ID đúng không? Đấy, thì nó sẽ đổi password cho mình thành new pass. Được chưa? Thì xem nhá đúng không? Trong data này. Không? User mình đúng không? Cái thằng có password, thằng Thảo đúng không? Đấy, Thảo này. Password của thành là từ là Thảo 789 đúng không? Đúng là Thảo 789. Bây giờ thành là mở theo 356 đúng đấy đúng không? Đó, tức là gì? Mình đã đổi mật khẩu thành công. Nó chỉ hơi vất vả một chút là do ở đây đúng không? Là do là mình đã không có ID đúng không? Đấy thì mình có thể viết ra sẵn viết thêm một cái API để lấy ID. Còn đơn giản nhất đúng không? Đơn giản nhất là anh em có thể copy trực tiếp cái ID trong này đúng không? Nhét luôn là được. Để cho cái này mình đang làm anh em biết thêm thôi. Okay. Thì cái phần mình vừa có demo ấy đúng không? Chạy thử nhiều cái Ajax bên trong một cái phần chế này. Thì anh em có vấn đề gì không nhỉ? Có chỗ nào bị khó hiểu không? Mọi người. À, phần này bạn Huy, bạn Đặng, Hùng, bạn Đạt có theo kịp không nhỉ?
Bạn Hoàng. Ok. Rồi, bạn Huy phần này có sao, có bị khó hiểu không? Rồi, vậy thì anh em thử nhá, đúng không? Thử cái này cho mình trong khoảng 10 phút đi. Được rồi. Đấy, cái phần ID nhá, đúng không? ID này. ID này đúng không? Anh em vào trong database copy trực tiếp ra nhá, đúng không? Đấy, vào trong này copy trực tiếp database ID cho mình ra nhá. Đỡ phải gọi thằng này đúng không? Đấy, cho nhanh nhá, cho tiện luôn. Không? Cách làm này đúng không? Chỉ là mình lấy cái user đúng không? Password và cái new path từ trong input ra đúng không? Và chạy cái thằng đổi mật khẩu này đúng không? Đấy. Cái thằng ID này thì mình lấy từ database ra này. Còn user password và new path đúng không? Thì từ đấy ra. Được. Thì anh em thử đổi mật khẩu cho mình nhá. Thử qua cho mình một chút. Ok. Thì đây là cái nội dung bài hôm nay đúng không? Anh em vừa đi qua về cái phần đó là cái cú pháp async await đúng không? Để mình xử lý promise nó gọn hơn một chút đúng không? Và ngoài ra mình có thêm cái thằng ajax để gửi request từ bên client về server đúng không? Đó là cái nội dung buổi hôm nay thì đọc lại một chút đúng không? Đấy, có về cái thằng cú pháp async await đúng không? Để em xử lý promise. Đấy, và mới thằng này đúng không? Với thằng async await này nó sẽ biến cái thằng biến promise ở trong cái function async đúng không? Đang từ chạy bất đồng bộ thành chạy đồng bộ. Đúng không? Tức là nó sẽ phải đợi cái thằng bốn bên này chạy xong thì có bên dưới mới được chạy. Đó. Và ngoài ra mình có một cái cú pháp mới của thằng jQuery đúng không? Là đô la Ajax để anh em gửi request từ bên client về server. Đấy, thì cái request gửi về đúng không? Thì nó cần phải quy định được hai cái tham số. Đó là cái đường dẫn đúng không? Và cái phương thức. Vì đúng không? Một cái API được quy định cụ thể bởi đường dẫn và phương thức. Được chưa? Thì mình phải chỉ đúng không? Gọi đúng vào cái đường dẫn và cái phương thức của nó thì nó mới chạy được vào đúng không? Đấy, thì đây là cái nội dung của hôm nay nhá. Được chưa? Thì bài về nhà thì mình sẽ gửi cho anh em ở trên Facebook thì anh em về nhà làm bài tập nhá. Đấy, và ôn tập lại cho mình cái này đúng không? Làm cho quen tay đi. Làm cho quen tay và quen cái logic nhá. Bạn Huy nhá, được chưa? Làm cho quen nhá. Ok, rồi. Thì buổi hôm nay mình sẽ dừng ở đây. Thì video mình sẽ gửi đến trên nhóm nhá và gửi anh em bài tập trên nhóm Facebook. Thì anh em xem lại video nhé, có chỗ nào chưa rõ thì có thể xem lại đúng không, hoặc là nhắn lên trên Facebook để giải đáp. Rồi thì chào anh em nhé, hẹn anh em vào buổi sáng thứ năm. Ok, chào mọi người, chào Hùng nhé, chào Đạt nhé, chào Đạt nhé.